Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Nhân Quả Ba Đời. Dịch giả Hòa Thượng Thích Thiền Tâm. Lời nói đầu. Thuở xưa có người đến hỏi một vị thiền sư: bậc tu hành đã ngộ lý chân không, có lạc vào dòng nhân quả chăng? Thiền sư đáp: bậc đại tu hành chẳng lạc vào dòng nhân quả. Vì câu trả lời này mà khiến cho thiền sư phải đọa làm kiếp chồn 500 năm, sau gặp ngài Bá Trường mới được giải thoát. Cũng do câu chuyện trên đây nên các vị cổ đức khuyên người học Phật trước tiên phải duyệt các kinh nói về nhân quả tội phước, chú trọng phần giới hành cùng hiểu biết sự luân hồi trong ba cõi sáu đường, sau mới nghiên cứu qua kinh cao. Nếu trái thứ tự, bước đầu tiên đọc những kinh như Kim Cang, Pháp Bảo Đàm, nếu không phải là người có nhiều căn lành, tất dễ sinh lòng khinh mạng và lạc vào lỗi chấp thông. Thật ra nhân quả không phải là chuyện thấp nhỏ, vì từ chúng sinh đọa tam đồ cho đến chư Phật thành chính giác đều không ngoài nhân quả. Do sự kiện trên, bút giả mới phiên dịch quyển kinh này. Vì kinh Nhân Quả nói tóm tắt không mấy trang, nên bút giả lại thêm một ít câu chuyện tạm gọi là Nhân Quả Luân Hồi Tạp Lục. Về việc luân hồi nhân quả ở Việt Nam ta cũng có nhiều, tiếc gì không ai ghi chép thành sách nên tản mát đi. Vì thế bút giả đã tìm dịch các câu chuyện bên Trung Hoa, và những việc này đều có thật. Cái thông bệnh của người tu Phật là hay luận quyền nói nhiều, mà việc thường nhỏ lại ít khi làm được. Với lại hồi xưa cụ Khánh Hòa còn tài thế, có một Phật tử hỏi về đạo lý vô thủy vô chung. Sư cụ mỉm cười đáp: hỏi chi xa giờ vậy, gắn ăn chay và niệm Phật cho đều đều là tốt lắm rồi. Đại để người ta lặn lội trong nhiều giáo điển, lại không muốn nói diệu quyền mà chỉ chú trọng đến sự thực hành, thông thường là như thế. Kinh Hoa Nghiêm nói: lòng tin là bước đầu của đạo và mẹ của tất cả công đức. Mong những vị hữu duyên khi xem đến quyển sách này bắt đầu tu niệm tin có tội phước báo ứng, chuyển kiếp luân hồi cùng sự linh hiển của Phật pháp, do đó lần lượt tiếp tục xem những kinh cao hơn. Chừng ấy lẽ không không sắc sắc, đường thị thị phi phi, sẽ hỏi Phật Đà mà tỉnh ngộ. Mùa an cư canh tuất Thích Thiền Tâm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sám Dược Sư. Lòng thành đệ tử xin cầu, nhờ ơn Đức Phật cứu ân tai nạn. Vì trong bá tánh chẳng ăn, nưng kinh công đức lập đàn dược sư. Nguyên do những khổ bay chạy, thảm thương dân chúng quá ư đau lòng. Chẳng nài có của cùng không, ngày đêm đại Phật ra công khẩn cầu. Cầu cho khắp cả đâu đâu, nhân nhân xứ xứ bớt sầu bớt lo, nhà nhà ăn mặc ấm no, hưởng phần vui vẻ đồng lo tu hành. Biết đời diệt diệt xanh xanh, có không không có như cành đổi thay. Khác nào như gió như mây, như sương như điện hiện nay rõ ràng. Đó là lẽ sự thế gian, mau mau tránh khỏi tìm đàn dời chân. Nguyện cho chánh pháp vô dư, hoàn toàn dứt khổ đồng như Phật Đà. Phân thân qua cõi ta bà, từ bi tiếp độ những là chúng sanh. Nguyện cho bá tánh tu hành, đồng về cực lạc đồng sinh sen vàng. Lên đền qua cõi diêm phù, khéo tu thì nổi, dùng tu thì chìm. Mùa an cư Phật lịch 2531 Mậu Thìn, Sa Môn Thích Minh Thành, pháp hiệu Từ Mẫn. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp.net. Kinh Phật nói nhân quả ba đời. Một hôm
tôn giả A Nan Đà ở trên hội Linh Sơn cùng với 1250 đại tỳ kheo câu hội. Khi ấy, A Nan Đà tôn giả chắp tay đảnh lễ Phật, nhiễu quanh ba vòng rồi quỳ xuống thưa thỉnh Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn rằng: Bạch Thế Tôn, đến thời mạt pháp, tất cả chúng sanh ở cõi Diêm Phù Đề, nhiều kẻ sanh niệm chẳng lành, không kính tam bảo, không trọng cha mẹ, không có tam căn. Năm diền rối loạn, nghèo khó thấp hèn, sáu căn chẳng đủ, trọn ngày sát sanh hại mạng, cho đến nghèo giàu sang hèn không đồng nhau. Do nhân duyên quả báo gì khiến nên như thế? Cúi xin Đức Thế Tôn từ bi vì chúng con giải thích mọi sự việc. Phật bảo A Nan cùng các đại đệ tử: lành thay, các ông hãy lắng nghe, ta sẽ vì các ông mà giải thích rành rẽ. Tất cả nam nữ ở thế gian, giàu sang hay nghèo hèn, chịu khổ vô cùng hoặc hưởng phước vô lượng, đều do nhân duyên từ đời trước mà cảm quả báo. Cho nên tất cả chúng sanh, trước phải hiếu kính cha mẹ, kế đó phải tin trọng ngôi tam bảo, thứ ba nên bỏ giới sát mà phóng sanh, và thứ tư cần ăn chay bố thí mới có thể gieo giống ruộng phước về sau. Phật liền nói bài kệ nhân quả rằng: giàu sang đều bởi mạng, đời trước có tu nhân, ai thọ trì kinh này đời đời hưởng phước lộc. Thiện nam tín nữ nghe ta nói, suy nhớ kinh nhân quả ba đời. Nhân quả ba đời việc chẳng nhỏ, Phật nói lời Phật chớ chê khinh. Một, đời nay làm quan do nhân gì? Kiếp trước vàng rồng thép tượng Phật, đời nay hưởng phước bởi nhân xưa. Đai vàng áo tía cầu nơi Phật, vàng trang nghiêm Phật trang nghiêm mình, làm đẹp Như Lai đẹp từ thân. Đừng bảo làm quan là chuyện dễ, không tu phước ấy đến từ đâu? Hai, cởi ngựa ngồi kiệu do nhân gì? Kiếp trước làm cầu bồi đắp lộ. Ba, do nhân duyên gì mặc gấm dốc, đời trước thí áo giúp tăng ni. Bốn, có ăn có mặc do nhân gì, xưa giúp kẻ nghèo cho ăn uống. Năm, ăn mặc thiếu thốn bởi nhân chi, kiếp trước một nửa không xả thí. Sáu, lầu cao nhà lớn do nhân gì, xưa lên chùa am cúng thí gạo. Bảy, phước lộc đầy đủ do nhân gì, xưa lập chùa am cất nhà mát. Tám, tướng mạo xinh đẹp do nhân gì, đời trước hoa tươi cúng dường Phật. Chín, thông minh trí tuệ do nhân gì, kiếp trước ăn chay thường niệm Phật. Mười, người thấy vui mừng do nhân gì, xưa kết duyên lành cùng đại chúng. Mười một, chồng vợ bền lâu do nhân gì, đời trước tràng khoan nghiêm cúng Phật. Mười hai, cha mẹ song toàn do nhân gì, đời trước kính trọng người cô độc. Mười ba, không cha mất mẹ do nhân gì, kiếp trước là người đánh bẫy chim. Mười bốn, con cháu đông nhiều do nhân gì, đời trước mở lòng thả chim thú. Mười lăm, nuôi con không được do nhân gì, xưa sanh con gái dìm cho chết. Mười sáu, đời nay không con do nhân gì, kiếp trước bẻ gãy hại trăm qua. Mười bảy, đời nay sống lâu do nhân gì, kiếp trước mua vật phóng sanh nhiều. Mười tám, đời nay mạng yểu do nhân gì, kiếp trước xẻ thịt giết chúng sanh. Mười chín, đời nay không vợ do nhân gì, kiếp trước tham mưu gian vợ người. Hai mươi, đời nay ở quá do nhân gì, kiếp trước buông lung khinh rẻ chồng. Hai mươi mốt, làm thân tôi đòi do nhân gì, kiếp trước quên ơn cùng phụ nghĩa. Hai mươi hai, đời nay mắt sáng do nhân gì, kiếp trước cúng dầu đốt đèn Phật. Hai mươi ba, đời nay đuôi mù do nhân gì, kiếp trước chỉ đường chẳng phân minh. Hai mươi bốn, môi miệng sức thiếu do nhân gì, kiếp trước thổi tắt đèn cúng Phật. Hai mươi lăm, đời nay câm điếc do nhân gì, xưa từng ác khẩu mắng cha mẹ. Hai mươi sáu, đời nay lưng gù do nhân gì, kiếp trước chê cười người lễ Phật.
27. Tay bị cong quẹo do nhân gì? Đời trước đều là người tạo nghiệp. 28. Chân bị co rút do nhân gì? Kiếp trước ngăn đường đánh cướp người. 29. Làm thân trâu ngựa do nhân gì? Xưa thiếu nợ người không chịu trả. 30. Đọa làm heo chó do nhân gì? Kiếp trước lừa gạt phỉnh hại người. 31. Đời nay nhiều bệnh do nhân gì? Xưa đem rượu thịt bày cúng Phật. 32. Đời nay không bệnh do nhân gì? Xưa thí thuốc men cứu bệnh nhân. 33. Hằng bị lao tù do nhân gì? Kiếp trước làm ác chẳng nhượng người. 34. Đời nay chết đói do nhân gì? Kiếp trước thường lấp hang rắn chuột. 35. Bị thuốc độc chết do nhân gì? Kiếp trước đăng lưới giết hại cá. 36. Nổi trôi cơ khổ do nhân gì? Ác tâm lấn hiếp mưu hại người. 37. Đời nay lùng bé do nhân gì? Kiếp trước xem kinh để dưới đất. 38. Nay thường thổ huyết do nhân gì? Xưa ăn thịt rồi đi tụng kinh. 39. Đời nay ngu điếc do nhân gì? Kiếp trước tụng kinh chẳng lắng nghe. 40. Ghẻ lát phong điên do nhân gì? Xông hơi thịt cá trước bàn Phật. 41. Thân có mùi hôi do nhân gì? Xưa bán hương thơm tròn dối gian. 42. Đời nay chết treo do nhân gì? Kiếp trước đem dây sang bẫy thú. 43. Quan quả cô độc do nhân gì? Xưa thường ganh ghét hiềm mắng người. 44. Xét đánh lửa thiêu do nhân gì? Cân non già thiếu lòng gian xảo. 45. Rắn cắn cọp ăn do nhân gì? Kiếp trước kỳ quan tạo đối đầu. Muôn việc mình làm lại mình chịu. Thọ khổ địa ngục quán trách ai? Đừng nói nhân quả người không thấy. Xa trả con cháu, gần trả mình. 46. Chỉ nhìn trước mắt người hưởng phước, sẽ tin bố thí với trị trai. Kiếp trước tu nhân, nay hưởng quả. Đời này tu tích, để về sau. Nếu ai hủy bán kinh nhân quả, kiếp sau đọa lạc mất thân người. Kẻ nào thọ trì kinh nhân quả, chư Phật Bồ Tát đều chứng minh. Kẻ nào biên chép kinh nhân quả, truyền đời tu học đạo nhà hưng. Ai mà mang đội kinh nhân quả, tai hung hoạnh quả chẳng vào thân. Nếu người giảng nói kinh nhân quả, đời đời kiếp kiếp được thông minh. Kẻ nào đề xướng kinh nhân quả, đời sau người thấy sanh cung kính. Người nào ấn tống kinh nhân quả, kiếp sau sẽ được thân đế vương. Theo kinh nhân quả hỏi đời trước, chính sự thọ hưởng của đời nay. Theo kinh nhân quả hỏi đời sau, chính sự gây nhân của kiếp này. Nếu như nhân quả không cảm ứng, do đâu Phục Liên cứu được mẹ? Người nào tin sâu kinh nhân quả, đồng sanh Tây Phương cõi cực lạc. Nhân quả ba đời nói không hết, Thiên Long chẳng bỏ ý người lành. Nếu ngôi Tam Bảo ruộng phước lớn, nhân tu tuy một hưởng muôn ngàn. Gửi kho bền chắc không hư mất, nhiều đời thọ dụng phước vô cùng. Muốn biết chân đời trước, xem sự hưởng đời nay. Muốn biết quả đời sau, xem việc làm kiếp này. Nhân quả luân hồi tạp lục.
Ai nói luân hồi chuyện dẫn dân, người dê chuyển kiếp lè không ngờ. Đốt lò hương hỏi niệm xưa cũ, nghe giọng triều âm tỉnh giấc mơ. Mạnh phu nhân. Điền Canh Giả, quan đề đốc tỉnh Quảng Tây, có bà vợ là Mạnh phu nhân, bẩm tính hiền lương nhưng chẳng may mất sớm. Khi Điền Công thuyền quan ở trấn Lương Châu, đêm trăng ngồi một mình nơi Nha Dinh, bỗng mơ màng như vào mộng, thấy phu nhân dung mạo cực đẹp từ trên ngọn cây phơi phới bay xuống. Công mừng rỡ cùng nhau hỏi chuyện, hàn huyên như thuở sanh bình. Phu nhân bảo: thiếp vốn là một vị thiên nữ, do tước duyên nên trước nay làm bạn với tướng công, nhân duyên đã mãn lại trở về ngôi cũ, nay bởi còn chút duyên thừa nên mới đến viếng thăm. Công hỏi: tôi kết cuộc ở quan tước nào? Đáp: quan vị quan tăng không phải chỉ chừng ấy mà thôi. Hỏi: tôi thọ được bao lâu? Đáp: cơ trời khó nói. Tướng công lúc chết không về nơi hương lý, không ở chốn quan nha, không tại quán dịch bên đường, cũng không mất ở giữa chiến trận. Thời đến sẽ tự rõ. Hỏi: sau khi tôi chết còn được thấy nhau nữa chăng? Đáp: việc này đều bởi tướng công nếu cố gắng tu, khi sanh lên cõi trời tất sẽ được gặp, bằng không chắc có hy vọng. Sau Điền Công đi chinh phạt giặc Miêu trở về, già yếu chết dưới trướng binh. Lai Tinh Hải. Lai Tinh Hải ngoại danh Lai Phục, người ở Tam Nguyên xứ Hiệp Tây. Ông thi đỗ tiến sĩ khoa Đinh Mùi, niên hiệu Vạn Lịch. Cha ông là Lai Thiếu Sâm, tính điềm đạm khiêm nhường, cũng là một bậc tiến sĩ. Khi Tinh Hải chưa sinh, trong làng có một vị tăng pháp danh Lai Phục, dốt chữ, chỉ nhờ người dạy học thuộc lòng được phẩm Phổ Môn và Bát Nhã Tâm Kinh, ngoài ra không biết chi cả. Cách làng hơn 10 dặm có khoảng sông cạn đầy cát, đến mùa mưa nước tràn ngập, người đi lại rất lấy làm khổ sở. Sư Lai Phục không nề nhọc nhằn, tự thân đứng ra đắp đường làm cầu, có ai quyên trợ cũng đều từ tạ. Do đấy xa gần đều gọi sư là Phật Hòa Thượng. Có người thấy sư khổ hạnh dốt nát, gọi là Thuyết Hòa Thượng, Hòa Thượng quê dùng. Cũng có kẻ hiềm sư không chịu đi đám tụng kinh, nên gọi là Lại Hòa Thượng, Hòa Thượng làm biến. Duy tiến sĩ Lai Thiếu Sâm kính trọng sư, nên gọi là Hữu Hạnh Hòa Thượng. Sư không thích cầu cạnh người, lại không biết ý, thỉnh thoảng đến chùa nghe sư tụng hai thứ kinh và cúng dường giải gạo cùng các thức ăn. Một hôm Lai Công đang ngồi ở thính đường xử việc, chợt thấy Lai Phục đi qua. Công vội vã đứng lên đón rước, nhưng sư không đoái đến, đi thẳng vào nhà trong, kêu hỏi cũng chẳng đáp. Công đang lấy làm lạ thì giây lát có tin truyền ra là phu nhân sanh được một đứa bé trai. Thiếu Sâm vội sai người đến chùa hỏi thăm, mới hay sư vừa tọa quá. Công biết sư đã thác sanh làm con mình nên đặt ký danh là Lai Phục. Thuở thiếu niên, Phục cực thông minh, đọc rất nhiều sách, tin cả nghề thuốc và bách công kỹ nghệ, lớn lên thi đỗ đi làm quan các nơi. Kẻ nghe biết đến cầu trị bệnh, cứu được rất nhiều người. Khi lớn tuổi, ông cáo bệnh về quê, thường bảo người rằng: ta vốn là kẻ xuất gia, đi trên đường hoàng lộ đã lâu, e quên mất tính bản lai, biết làm sao. Lúc sắp chết, ông lại nói: nay ta muốn trở về để nối thành công nghiệp cũ. Nói xong liền qua đời. Hạ Phùng Thánh. Hoàng tướng quốc Đề Binh là Hạ Phùng Thánh, trong niên hiệu Sùng Trinh, cùng gia nhân từ miền quê lên kinh sư. Thuyền vừa đến mũi Tầm Ngư thuộc dòng Cửu Giang, sóng to gió lớn chợt nổi lên. Hạ Công vội mặc triều phục, cầm hốt ra trước thuyền khẩn vái. Khi ấy người trên thuyền thấy giữa hư không có vị thần mặc áo lụa đỏ, xách con quỷ đen liền xuống nước. Liền đó sóng gió dừng lặng. Công cho thuyền ghé vào bờ, thiết lễ cúng nơi miếu Đại Dương ở bên sông để đáp ơn thần phù hộ. Do duyên sự này, từ đó về sau dân chúng càng tin tưởng
đem hương đèn, dê lợn dâng cúng nơi miếu mỗi ngày thêm nhiều. Năm Sùng Trinh thứ 13, Kỳ Thân Dương muốn phục hưng đạo tràng quy ngưỡng, cho rước Tam Muội Quan Luật Sư vào đất sở. Thuyền qua Cửu Giang, luật sư mơ thấy một vị áo mão trang nghiêm đến thưa rằng: "Tôi là Tống Đại Dương, thủy thần ở sông Cửu Giang. Kiếp trước tôi cùng luật sư và Hạ Tướng Công, ba người là bạn đồng tu ở chốn Thâm Sơn. Luật sư không mê là chính nhân, nên đời này là bậc cao tăng. Hạ Công do phước duyên nên đến ngôi tể tướng. Còn tôi vì một điểm sai lầm trở thành vị thần tưởng quyết thực. Trước đây Hạ Công bị con yêu nơi cây đại thọ ở mũi Tầm Ngư nổi sóng muốn lật thuyền. Tôi vì nghĩ đến tiền duyên nên ra tay giúp đỡ. Không ngờ do sự việc đó mà dân chúng sát sanh đến cúng tế ngày càng thêm nhiều. E rằng tương lai tất bị đọa vào vô gián địa ngục. Ngày mai luật sư đi ngang qua đây, xin ghé vào miếu từ bi thọ ký cho. Lại xin công bố việc này cho bốn phương hay biết, để về sau dân chúng đừng sát sanh cúng tế nữa. Như thế niềm hân cảm, mối thâm ân sẽ vô hạn." Sau khi tỉnh dậy, luật sư ghi nhớ và nhất nhất làm y theo lời. Từ đó về sau, gian thuyền qua lại mũi Tầm Ngư quanh năm đều được yên ổn. Kẻ lữ hành chỉ dùng trai thực qua quả cúng tế mà thôi. Chuyện này cùng với việc thần hồ cùng đinh thác mộng cho vị sư con vua nước An Tức cầu cứu độ có phần tương đồng. Trích Lục Trì Bắc Ngẫu Đảm. Chuyện vị lão tăng. Thế gian diễn hứa bi quan xạ, dục nhập tham thiền vàng kiếp không. Thời Trung Hoa dân quốc, cư sĩ Uông Hiểu Diên một hôm ra chợ, thấy vị lão tăng đứng ngó sững vào hàng thịt trừng trừng nước mắt. Cư sĩ lấy làm lạ hỏi duyên cớ. Lão tăng đáp: "Câu chuyện rất dài, xin được thuật phần đại khái. Tôi nhớ được việc hai kiếp về trước. Đời thứ nhất tôi là một tên đồ tể, hơn 30 tuổi mãn phận, hồn bị người bắt trói đưa đi. Minh quan trách là nghiệp sát nặng, cho quỷ áp giải đến ti chuyển luân để thọ ác báo. Lúc bị xô xuống con sông đen tối, tâm thức tôi hoảng hốt bơ mà. Thoạt tiên thật nóng như lửa đốt khó nhẫn, kế đó là cảm hơi mát mẻ. Tỉnh ra thì mình đã sanh làm kiếp súc vật trong chuồng heo. Sau khi giết sữa, thấy thức ăn không được sạch, lòng cũng biết nhàm gớm. Nhưng vì đói quá, gan ruột cồn cào, nên bất đắc dĩ phải nhắm mắt nuốt vào. Sau lần lần thông tiếng nói của loài heo, thường cũng hỏi han nhau. Trong đồng loại cũng lắm kẻ nhớ biết kiếp trước của mình, song không thể nói cho người hiểu được. Đại để đều nhận thức mình sẽ bị giết, nên có lúc rên rỉ, đôi mắt ướt là tỏ dấu bi sầu. Loài heo thân thể thô nặng, vào mùa hạ rất nóng khổ, chỉ tìm vũng bùn nằm dùi mới đỡ, song cũng không thường có được. Bởi lông thưa và cứng, nên mùa đông lại khổ vì lạnh, thân thể giá buốt. Thấy loài dê chó lông nhuyễn dày, hằng mơ ước, xem như loài thú tiên. Đến lúc bị bắt, tự biết mình không khỏi, nhưng sợ quá, nhảy chạy càng, mong kéo hưởng mạng sống được phút nào hay phút ấy. Khi bị trói rút bốn chân khiêng đi, dây khuyết đau đến tận xương. Lúc người bỏ lên xe chở về, thân hình cùng đồng loại chất chồng đè lên nhau, máu huyết ứ động, gần như muốn đứt. Khi đến nhà lò, bị lườn xuống đất, gan ruột tựa hồ tan nát. Nhìn thấy dao bén chảo vạt để hai bên, lòng bắt đầu run sợ, không biết đến khi bị giết sẽ đau đớn như thế nào. Lúc thọc huyết, thân tâm sảng sốt rụng rời, thấy ánh dao chớp lên liền nhắm mắt không dám nhìn thẳng. Khi đồ tể ấn nữ dao vào cổ, rung lắc mạnh cho huyết chảy xuống bồn, ban đầu còn kêu la, sau chỉ rên nhỏ trong cổ họng, cho đến máu chảy đến tắc hơi. Sự đau khổ thật không thể hình trạng. Bây giờ hoảng hốt mê ly, như say như mộng, chừng tỉnh dậy thấy mình đã thành hình người. Bình hoàng sẽ thấy kiếp trước còn có nghiệp lành, nên cho chuyển sanh làm người, tức là thân đời nay đây. Vừa rồi tôi thấy loài heo bị giết, thường nó đau đớn. Nhớ lại kiếp trước mình đã chịu khổ độc,
rồi tiếc cho người đồ tể, tương lai cũng bị nỗi khổ đó. Ba mối niềm giao cảm, bất giác thương tâm, không biết rơi lệ từ lúc nào. Nói xong quay mặt bỏ đi. Lúc ấy, người xung quanh nghe nói, chỉ trỏ bàn tán phân vân. Ba Hàng Thịt được biết câu chuyện, sinh lòng sợ hãi. Từ đó về sau, đổi nghề đi bán rau đậu. Trích Lục Phật Học Chỉ Nam. Thái thú họ Ngưu. Miền Tích Châu có Uông Tả Viên tiên sinh, biệt hiệu là Sĩ Khang. Trong niên hiệu Gia Khánh, Uông thi đỗ tiến sĩ, được bổ làm quyền lịnh ở Tứ Xuyên. Với quyền quản lãnh của tiên sinh có viên thái thú họ Ngưu, vốn là hàng đồng niên và đã chiếm Á Nguyên ở bản tỉnh. Quan thái thú này, bàn tay mặt là tay người, còn bên trái lại là móng ngựa. Ông nhớ rõ việc ba kiếp trước từng thuật với tiên sinh rằng: đời trước tôi là một vị tướng, vì đánh giặc Miêu tàn sát quá nhiều nên Minh Quang phạt cho chuyển kiếp làm ngựa. Khi sinh ra đã đổi thành thân ngựa ở trong tàu, tự bị thường la ré nhảy cắn, không ăn mà chết. Minh Ti quở là cưỡng lệnh đánh phạt, rồi cũng cho chuyển sanh làm ngựa như cũ. Lần này vì sợ bị trách phạt nên không dám cầu chết. Khi lớn lên được một vị tướng quan chọn lựa để cưỡi, viên tướng này tính tình nóng nảy hung bạo nên thân mình hằng bị roi giọt, trăm điều thống khổ. Một hôm vị tướng đánh giặc thua, quân địch đuổi theo rất gấp. Tôi chở chủ tướng bôn đạo chạy thoát đến một khe núi rộng ước hơn một trường, bờ bên kia đá nhọn dựng chập chồng. Lúc ấy tôi nghĩ, nếu nhảy qua mình sẽ phải chết, song chủ tướng có thể đào sinh, như không vượt qua tất chủ bị binh giặc theo giết. Nghĩ xong liều mình cố hết sức nhảy qua khe núi, bụng bị đá nhọn đâm rách ruột mà chết. Vị tướng nhờ đó mà thoát nạn. Sau khi tôi chết, Minh Ti khen là trung nghĩa, hứa cho chuyển làm thân người, lại là văn quan, lên đến bậc tứ phẩm. Trước kia lúc tôi sắp làm ngựa, quỷ tốt lấy da ngựa khoác vào mình, đến khi trở lại làm người lại lột da ngựa ấy đi. Nhưng vì tôi đã hai kiếp làm ngựa, da dính khắn vào thân, quỷ dùng dao lột da đào đến tận xương tủy. Khi dao rạch đến móng lại càng đau đớn không thể nhẫn. Nhân mới lén lút giấu bóng chân đằng trước, quỷ tốt cũng không để ý phát giác. Cũng ngờ vì duyên cớ đó mà lúc chuyển sanh, bàn tay trái lại thành móng ngựa. Kể chuyện xong, thái thú bảo Uông Tả Viên rằng: lộc việc của tôi chỉ đến chừng này, mạng sống cũng chẳng còn bao lâu, đến ngày tháng ấy sẽ từ trần. Sao việc quả nhiên. Dung Ai bút ký. Giết dê hại vợ. Lưu Đạo Nguyên làm quan quyền tại Bông Khê, lúc giải chức trên đường về ở trọ nhà họ Tần. Đêm ấy ông mộng thấy một thiếu phụ đến khóc thưa: tôi vốn là vợ của họ Tần nhà này, vì lỡ tay đánh chết người thiếp nên bị Minh Quan xử phải đền mạng, lại phạt làm dê. Nay tôi đang ở trong chuồng, sáng sớm sẽ bị giết để đãi ông. Tôi chết vẫn không tiếc, nhưng vì trong bụng hiện mang thai dê con, nếu nó nhân đó mà chết theo thì tội lỗi càng thêm nặng. Lưu Đạo Nguyên đợi đến sáng thuật lại thì dê cái đã bị giết. Cả nhà nghe nói khóc trống, nhét dê con trở vào bụng dê cái rồi đem đi chôn. Phạm dâm trả quả. Trần Sinh ở Động Đình, nhà rất nghèo, nên đem vợ và em trai di cư đến Châu Kinh. Nơi đây thương khách tới lui tấp nập. Trần tính hai chiều chuộng, nên vợ lại khéo mua bán, nên chẳng mấy năm tư gia có đến ngàn lượng vàng. Một hôm ông bỗng vướng bệnh nằm liệt vài ngày, rồi trỗi dậy bảo vợ cùng em rằng: ba người chúng ta kiếp trước đều là tu sĩ, chung nhau gian dâm một thiếu phụ rồi giết người chồng. Kẻ cầm dao giết chính là tôi. Nay Minh Dương cho quỷ đến bắt, quan trái tức phải đền trả. Bây giờ tôi đi trước, còn hai người chắc cũng không thoát khỏi đâu. Nói xong từ nhổ râu tóc, lấy dao cắt lưỡi mình, lại dùng lấy hai ngón tay
bóc đôi tròng mắt lôi ra, giây phút liền tắt thở. Cô vợ và người em mấy ngày sau cũng chết. Bất hiếu đọa làm heo. Hầu nhị ở Kim Đơn vốn là kẻ bất hiếu. Bà mẹ đem gạo giúp đỡ người ăn xin. Hầu nhị trông thấy nổi giận đánh mẹ và đuổi ra khỏi nhà. Vợ con khóc lóc can gián, y cũng không nghe. Chẳng bao lâu, khắp bệnh nhị sanh ghẻ độc lở lói, hành hạ đau nhức cho đến lúc y mãn phận. Sau khi chết, hầu nhị về ứng mộng cho con thấy, bảo rằng do cha ngỗ nghịch bất hiếu nên bị phạt đọa làm heo ở nhà Trương Nhị, nơi cửa Tuyên Võ tại Kinh Sư. Con nên qua đó mà chuộc mạng cha, nếu để trễ e không kịp. Thức dậy, đứa con y theo lời tìm đến nhà Trương Nhị. Quả có heo nái vừa mới sanh ra mé heo con. Trong đó một con heo mình thú mặt người, có râu mép, trạng mạo giống cha mình. Đứa con thương khóc thuật lại duyên cớ, nguyện đưa ra 10 lượng vàng xin chuộc đem về. Nhưng Trương Nhị không nghe, đem heo con ra giết. Việc này xảy ra vào niên hiệu Khang Hy thứ 39 đời Thanh. Dùi trong bếp lửa. Bên nhà một phú ông ở Hoa Đỉnh có thân cây khô rất to. Ông sắp đốn thì đêm lại mộng thấy một lão nhân dẫn nhiều người tới, xin hãy thông thả chậm lại ít hôm cho dời đi. Phú ông biết trong cây có vật lạ, sai người trèo lên nhìn xem, thì thấy cây đó bọng ruột. Trong bọng cây vô số rắn lạ nằm khoanh. Ông liền bảo đầy tớ chất củi đổ dầu đốt cháy cây ấy. Lúc đó hơi tanh hôi bay xa cả dặm. Phú ông đắc ý vỗ tay cả cười. Không bao lâu, ban đêm phú ông thấy có đám lửa to bay vào nhà. Ông gọi gia nhân thức dậy đến cứu chữa, nhưng lại tự nhiên không có chi cả. Việc như thế xảy ra nhiều lần rồi đều lặng lẽ, cả nhà không thấy làm lạ. Đêm nọ, đứa tớ gái trộm củi đem nấu đồ riêng, bỗng lửa phát cháy đỏ. Phú ông và tất cả gia nhân đều cho là trạng thái cũ, nằm nghỉ luôn không thức dậy. Nhưng lần này nhà cháy thật, cả gia quyến đều bị vùi thân trong lửa. Kiếp trước hiến vàng tô điểm Phật, đời nay làm quan tại vì sao? Kiếp trước xây cầu đắp đường làm lộ, đời nay cưỡi ngựa ngồi kiệu. Kiếp trước dân y cúng dường chư tăng, đời nay mặc gấm mặc lụa. Kiếp trước cơm gạo bố thí người nghèo, đời nay có ăn có mặc. Kiếp trước dân gạo cúng chùa, đời nay nhà cao lầu gác. Kiếp trước xây dựng chùa cất nhà mát, đời nay trường thọ phước lộc. Kiếp trước hoa tươi dân cúng Phật, đời nay mặt mày trang nghiêm tại vì sao? Kiếp trước tụng kinh niệm Phật, đời nay thông minh trí tuệ. Kiếp trước tràng phan nghiêm cúng Phật, đời nay vợ chồng hạnh phúc. Kiếp trước kính trọng người cô độc, đời nay cha mẹ song toàn. Kiếp trước mở chuồng phóng sanh thả chim, đời nay đông con nhiều cháu. Kiếp trước hay phóng sanh thả cá, đời nay sống lâu. Kiếp trước khinh thường coi rẻ chồng, đời nay quả phụ. Kiếp trước dông ân bội nghĩa, đời nay làm thân nô tỳ tại vì sao? Kiếp trước hiến dầu đốt đèn cúng Phật, đời nay mắt sáng. Kiếp trước chửi cha mắng mẹ, đời nay căm ngọng tại vì sao? Kiếp trước chê cười lại Phật, đời nay gù lưng. Kiếp trước thiếu nợ không trả, đời nay làm trâu ngựa. Kiếp trước cúng dường tam bảo góp của phước điền, đời nay không quan chức cũng giàu sang. Kiếp trước hiến thuốc cứu mạng người, đời nay khỏe mạnh tại vì sao? Kiếp trước ác tâm hại người, đời nay cô đơn khổ cực. Kiếp trước giảng kinh thuyết pháp, đời nay công đức vô lượng. Kiếp trước hoa tươi dân cúng Phật, đời nay thêm đẹp đẽ dung nhan. Kiếp trước khiến giải giúp tăng ni, đời nay không mặc gấm cũng mặc lụa. Kiếp trước cúng gạo cho chùa, đời nay
ở nhà cao cửa rộng. Kiếp trước cứu giúp người nghèo, đời nay được phú quý hiển dinh. Kiếp trước phóng sanh bất sát, đời nay con cháu đầy đàn. Kiếp trước xây cầu đắp chuông, đời nay lên xe xuống ngựa. Kiếp trước kính lão cúng hiền, đời nay phước huệ thọ toàn. Kiếp trước chỉ đường dẫn lối, đời nay mọi người kính nể. Kiếp trước cúng dường chư tăng, đời nay được vợ thảo dâu hiền. Kiếp trước thù ghét hận người, đời nay nuôi con không chống lớn. Kiếp trước thông dâm vợ người, đời nay suốt đời cô độc. Kiếp trước đời trước xem sách nhảm nhí, đời nay đôi mắt mù lòa. Kiếp trước đâm thọc nhiều chuyện, đời nay ói máu lên láng. Kiếp trước Phật pháp không tin, đời nay điếc đặt cả hai tai. Kiếp trước xử tệ ngược đãi thú vật, đời nay ghẻ mọc đầy người. Kiếp trước ganh ghét người tài giỏi, đời nay thân mình hôi thối nực nóng. Kiếp trước làm chuyện dèm pha, đời nay mang tật sức môi miệng mình. Kiếp trước đánh cha đập mẹ, đời nay tay chân bị tật nguyền. Kiếp trước phá hoại cầu đường, đời nay què cả hai chân tật nguyền. Kiếp trước thản nhiên trước tai nạn kẻ khác, đời nay suốt đời thường mang bệnh tật. Kiếp trước gạt người mù, đời nay không làm chó cũng làm heo. Kiếp trước thấy nguy không cứu làm ngơ, đời nay suốt đời ngồi tù thui thủi. Kiếp trước nói xấu người khác, đời nay lãnh quả bị thuốc chết. Kiếp trước khinh bỉ người giúp việc, đời nay thân hình gù lưng xấu xí. Kiếp trước dành lợi về mình để hại người khác, đời nay lãnh nghiệp chết treo khổ đời. Kiếp trước cản người đi chùa phỉ báng Phật giáo, đời nay không bị xét thiên lôi thì bị lửa đốt. Kiếp trước kết oán gieo thù, đời nay không bị rắn cắn cũng bị cọp dồ. Kiếp trước cười chê ăn mày ăn xin, đời nay chết đói ngoài đường ngoài lộ. Kiếp trước không thương vợ thương con, đời nay suốt đời đơn độc lẻ loi một mình. Kiếp trước xây cầu đắp chuông, đời nay lên xe xuống ngựa. Kiếp trước kính lão cúng hiền, đời nay phước huệ thọ toàn. Kiếp trước chỉ đường dẫn lối, đời nay mọi người kính nể. Kiếp trước cúng dường chư tăng, đời nay được vợ thảo dâu hiền. Kiếp trước thù ghét hận người, đời nay nuôi con không chống lớn. Kiếp trước thông dâm vợ người, đời nay suốt đời cô độc. Kiếp trước đời trước xem sách nhảm nhí, đời nay đôi mắt mù lòa. Kiếp trước đâm thọc nhiều chuyện, đời nay ói máu lên láng. Kiếp trước Phật pháp không tin, đời nay điếc đặt cả hai tai. Kiếp trước xử tệ ngược đãi thú vật, đời nay ghẻ mọc đầy người. Kiếp trước ganh ghét người tài giỏi, đời nay thân mình hôi thối nực nóng. Kiếp trước làm chuyện dèm pha, đời nay mang tật sức môi miệng mình. Kiếp trước đánh cha đập mẹ, đời nay tay chân bị tật nguyền. Kiếp trước phá hoại cầu đường, đời nay què cả hai chân tật nguyền. Kiếp trước thản nhiên trước tai nạn kẻ khác, đời nay suốt đời thường mang bệnh tật. Kiếp trước gạt người mù, đời nay không làm chó cũng làm heo. Kiếp trước thấy nguy không cứu làm ngơ, đời nay suốt đời ngồi tù thui thủi. Kiếp trước nói xấu người khác, đời nay lãnh quả bị thuốc chết. Kiếp trước khinh bỉ người giúp việc, đời nay
thân hình gù lưng xấu xí. Kiếp trước giành lợi về mình để hại người khác, đời nay lãnh nghiệp chết treo khổ đời. Kiếp trước cản người đi chùa phỉ báng Phật giáo, đời nay không bị xét thiên lôi thì bị lửa đốt. Kiếp trước kết oán gieo thù, đời nay không bị rắn cắn cũng bị cọp dồ. Kiếp trước cười chê ăn mày ăn xin, đời nay chết đói ngoài đường ngoài lộ. Kiếp trước không thương vợ thương con, đời nay suốt đời đơn độc lẻ loi một mình. Các bạn vừa xem video của chúng tôi, hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ và ý kiến của bạn vào phần comment bên dưới. Nếu thích video này, nhớ like và chia sẻ cho bạn bè. Và đừng quên đăng ký để xem những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!